Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quan như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức Quang thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh trơn biên tập bình minh thời gian ngày 30 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 566 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải Trang 743 Hàng thứ tư từ dưới đếm lên Bắt đầu xem từ câu thứ hai Tiếp theo là nói về Chánh nhân giảng sanh Và quả báo thế gian Là để khiến hành giả sanh tâm tin tấn Nhất niệm niệm Phật Thành tựu tam mùi Nhất định sanh về cõi nước này Đây là vô lượng thọ kinh Khởi tín luận của Bành Tế Thanh Nói sơ lược về bốn sự việc ở phần chánh tông của cái này thứ nhất là bốn mươi tám nguyện của tỳ kheo pháp Tạng thứ hai là nói rõ về năm chiếc tu hành của tỳ kheo pháp Tạng thành tựu công đức chân thực Đoạn thứ ba là Nói về Y chánh trang nghiêm Của thế giới cực lạ Chuyên dạy người học Phải phát tâm Quyết định Trí thành hồi hướng Nhập vào cảnh giới Phật Không đọa vào biên địa Nghi thành Hôm nay chúng ta đọc đây là đoạn thứ tư sau cùng Nói rõ về nhân chánh giảng sanh Và quả báo của thế gian Chánh nhân giảng sanh Trong kinh nói Phát tâm Bồ Đề như hướng chuyên niệm Đây là Tứ độ tam bối cử phẩm Đều không thể thiếu Phát tâm Bồ Đề Phải giống như Đại sư Ngậu Ít nói Nhất tâm nhất ý Cầu sanh tịnh độ Đối với thế gian này Buông bỏ hết tất cả Tuyệt đối không có chút gì lưu luyến Nhớ hướng chuyên niệm như vậy Chắc chắn được giảng sanh Ngài ở quan Đối với tư tưởng này Của Đại sư Ngầu Ích khen ngợi đến tổ cùng nói rằng cho dù chư phật như lai ứng hóa đến thế gian này để giết chú giải trong kinh di đà cũng không thể hay hơn của đại sư ngậu ích lời tán thán này là tán thán đến đỉnh điểm không còn cách khen ngợi nào vượt trội hơn được lời này là thật ư hoàn toàn chính xác chúng ta sống trong đời này những gì mắt thấy tai nghe cần phải quan sát cường tận đều đang biểu diễn trước mắt chúng ta hiện tại cũng không ngoại lệ tiếp à, tục chúng ta nhìn thấy có người niệm phật ngồi giảng sanh có người đứng giảng sanh không hề sanh bệnh nói đi là đi những người này không được học hành nghe tin cũng không nhiều vì sao lại thù thắng đến thiệt Ngày nay chúng ta thử xem Trong kinh nói về nguyên nhân chính giảng sanh Họ hoàn toàn đầy đủ Thứ nhất Buông bỏ tình chấp Thứ hai là Buông bỏ ngà chấp Buông bỏ thành kiến tất ký phiền não đều buông bỏ nhất tâm nhất ý chuyên cầu tịnh độ trong tâm trong miệng ngoài phật a di đà ra không còn tạp niệm nào đây là chúng ta nhìn thấy trên thực tế Tất cả đều là tấm gương cho chúng ta Có người tuổi đã lớn Có người còn trẻ Đều là làm gương cho chúng ta noi theo Chúng ta thấy vậy Có giác ngộ chăng Có thật sự tỉnh ngộ chăng Chuyện này là thật Không phải giả Những vấn đề của thế suốt thế gian Đều là giả, không phải thật Bao gồm Phật Pháp cũng không phải thật Trong Kinh Kim Cang Đức Thế Tôn nói rất hay Pháp còn phải xả Hướng là phi Pháp Pháp đây chính là Phật Pháp vì sao phải xả Phật Pháp Trong tự tánh thanh tịnh tâm Không có cái gọi là Phật Pháp Nhất định phải hiểu điều này Giống như thế gian này Có thuốc chăng Có thuốc Thuốc từ đầu đến Có người bệnh mới có thuốc nếu như thế gian này không có người bệnh Thì thuốc cũng không có Phật Pháp là thuốc Người thế gian này sanh bệnh Họ cần Phật Pháp để trị liệu Nếu điều mạnh khỏe Đều trường thọ không có bệnh Thì ở đây không có Phật Pháp Cùng một đạo lý Chúng ta phải nghĩ rõ ràng phải thị thực minh bạch Nhưng quả thế gian Cũng vô cùng quan trọng Quả báo thế gian Vì sao vậy? Vì người không được giảng sanh Đều lưu lại thế gian Thế gian Hiện nhân thiện quả Ác nhân ác báo Khổ vui khác nhau rất lớn Phật Bồ Tát từ bi vô tận Đối với những người còn lưu luyến thế gian Không thể liễu sanh tử xuất tam giới ngay trong đời này Nhất định là khuyên răng mọi người Đoạn ác tu thiền Không tạo nghiệp tam độ sẽ Không chịu khổ báo của tam độ Điều này nói rất rõ ràng Nói rất minh bạch Đồng thời để chúng ta Làm một phép so sánh dịch thị giới Tây phương cực lạc sau đó ta sẽ có một sự lựa chọn chính xác quý vị lựa chọn thế gian hay lựa chọn thế giới cực lạ dùng y thật sự chính là ở điểm này thật sự rõ ràng thật sự minh bạch Chúng ta hy vọng ngay trong đời này Được giảng sanh tịnh độ Không tiếp tục trôi lăn trong luân hồi Như vậy Cần phải giỏng mạnh tinh tấn Phải buông bỏ triệt đệ Nhất niệm niệm Phật thành tựu tam muội nhất tâm chuyên niệm tam muội liền hiện tiền tam muội là gì trong tâm ngoài phật a di đà ra không có chút tạp niệm nào gọi là tam muội đây gọi là niệm phật tam muội có công phu như vậy nhất định giảng sanh Mà còn có thể tùy thời giảng sanh Chỉ cần ý niệm ta vừa động Đức Phật Di Đà liền đến tiếp dẫn Vậy thì ta muốn lúc nào đi Thì lúc đó đi Quả là tự tại bên dưới là chú thích của hoàng niệm tổ chuẩn bành thị chi thuyết chính là y theo tư tưởng của cư sĩ bành tế thanh là nói những điều rất thiết yếu ông đã nói ra bốn điều Kỳ thủ nhất Chính là thứ nhất và thứ hai Tức là khuyên nguyện Khuyên chúng ta phải phát nguyện cầu sanh Cũng tức phát tâm Bồ Đề Thứ ba là khuyên tin Thứ tư là chúng ta mới đọc Là khuyên hành Dừng ác hành thiện Vừa trong các điều thiện Tức là trì danh Câu này vô cùng quan trọng Người thế gian Đều hy vọng Dừng ác tu thiện Đoạn ác tu thiện Thiện phải tu như thế nào Đích thực không có ai biết Niệm Phật là thiện trong các điều thiện Không có gì thiện hơn niệm Phật Vì sao vậy? Vì nhất tâm niệm Phật Là dung hòa thành nhất thể với Phật A-di-đà Điều thiện này lớn biết bao Còn có điều gì sánh được với niệm Phật chăng? Phật A Di Đà là Phật Trung Chi Dương, Quang Trung Cực Tôn. Đức của Phật A Di Đà, danh hiệu của Phật A Di Đà là tượng trưng, là tiêu biểu, thiện hành mà tất cả chư Phật Bồ Tát. Tu trong biến pháp giới hư không giới Dùng họ để làm tượng trưng Trên thực tế Phật A-di-đà chính là tánh đức Viên mạng của tự tánh Bởi vì ở đây Đức Thế Tôn lại khai đạo chúng ta không có gì thiện hơn Niệm Phật Tu thiện gì cũng không bằng niệm Phật Vì sao vậy? Nếu không niệm Phật Thì dù thế gian tu thiện lớn đến đâu Quả báo đều ở cõi dục giới Không ra khỏi dục giới tầng trời cao nhất của dục giới gọi là tha hóa tự tại thiên phước báo rất lớn có thể nói phước báo của trời tha hóa tự tại rất giống gọi phàm thánh đồng cư ở thế giới cực lạc Ừ giới cực lạc thù thẳng hơn quái trời này chính là có trí tuệ trong trời tha quá tự tại không có phật thuyết pháp Ừ giới cực lạc phật a di đà ngày ngày thuyết pháp ngày ngày dạy học chỉ giữa giao điểm này cõi nước chư phật mười phương đều không sánh bằng Ừ giới cực lạc Chúng ta phải hiểu rõ điều này Ở thế gian điều gì là vui nhất Nghe Phật Bồ Tát thuyết Pháp Vô cùng an vui Quả thật là Cam lồ đầy hồ quán đảnh niềm vui này dù chúng ta nói như thế nào thì người nghe cũng không thể lãnh hội được vì sao vậy vì họ xưa nay chưa từng gặp xưa nay chưa từng tiếp xúc chúng ta cũng không cách nào hình dung được khổng tử biết được một ít nhưng niềm vui mà chư phật bồ tát quyết pháp khổng tử và mạnh tử không lãnh hội được khổng tử và mạnh tử có thể lãnh hội giáo huấn của thánh hiền đây là thánh hiền thế gian học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ câu này là cảm nhận tâm đắc khi ông tiếp thu giáo huấn của thánh hiền Đó là một niềm vui vô cùng hy hữu Phật Bồ Tát thuyết pháp an vui hơn điều đó Không biết cao hơn bao nhiêu lần Thế nên không biết Đương nhiên Khoảng cách đối với nó sẽ rất xa Không chịu học tập Mặc dù học tập Nghe rồi cũng không cho là đúng Vì sao vậy? Vì nghe không hiểu Cổ nhân quá câu Nghe mà không hiểu Nhìn mà không thấy Phật Pháp ở ngay trước mắt biết thực bao nhiêu người nghe Không hiểu ý trong đó Thấy rồi cũng không nhận ra Chỗ di diệu trong Phật Pháp Đây là nguyên nhân gì? Đại sư Ấn Quang nói rất hay Không có tâm thành kiếm Ngài nói Một phần thành kiếm được một phần lợi ích Quý vị thấy được một phần Nghe được một phần Hai phần thành kính Quý vị thấy được hai phần Nghe được hai phần Trước đây tôi từng nói về Lục Tổ Huệ Năng và Đại Sư Thần Tú Ngài Thần Tú đối với Ngũ Tổ đối với phật pháp một trăm phần thành kính nên ngài đạt được một trăm phần lợi ích dưới hội của ngũ tổ ngài hầu như là trợ giáo hiệp trợ ngũ tổ giảng kim dạy học Giáo hóa chúng sanh Nhưng ngũ tổ truyền Pháp cho Ngài Huệ Năng Không truyền cho Thần Tú Ngài Huệ Năng làm sao đạt được Ngài đối với ngũ tổ Đối với Phật Pháp Và đối với tất cả chúng sanh Ngài có dạng phần thành kính Bởi thì Ngài đạt được dạng phần lợi ích Rất viên mãn không giống nhau lục tổ nói rất hay đối với phật pháp không liên quan gì đến việc biết chữ hay không biết chữ cũng không liên quan đến việc học kinh giáo hay không tất cả đều ở nơi hai chữ thành kính Ngày nay vấn đề đã xảy ra Người bây giờ không có tâm thành kính Nếu người có tâm thành kính Trong xã hội không ai tôn trọng Vì sao vậy? Đây là người vô dụng quá thật thà Ngày nay tôn sùng điều gì? Thông minh, lanh lợi, Ăn nói ngọt ngào Người này có bản lĩnh Xã hội này đã điên đảo Cho nên phổ biến giáo huấn thánh hiền Là điều khó trong các điều khó Phát triển tịnh độ Phật Pháp Đại Thừa Lại là điều khó hơn Pháp môn tịnh độ hoàn toàn dựa vào thành kính Nhu cầu bất thiết trước mắt của chúng ta ngày nay Làm sao bồi dưỡng tâm thành kính của chúng ta Hiện nay chúng ta cùng nhau học bộ Đại Kinh giải này. Mục tiêu đầu tiên là hy vọng nuôi dưỡng tâm thành kính của chúng ta. Chỉ cần tâm thành kính khởi lên, niềm tin chân thật liên hiển tiền, tin thật nguyện thiết. Thì ý nguyện cầu sanh tịnh độ vô cùng khẩn thiết Tự nhiên sanh khởi Nền căn bản của nó ở chỗ thành kính Điều này quan trọng hơn tất cả Chúng ta tuyệt đối không được lơ là. Cho nên dùng khuyên hành Chỉ áp hành thiện Vua trong các điều thiện Tức là trì danh Tính nguyện tức là phát tâm bồ đề Trì danh tức là nhất hướng chuyên niệm Chính là tông chỉ của kinh này Nên gọi là phần chánh tông Tông chỉ phần chánh tông của kinh này là đây Nếu quy ức tiểu bổn Tiểu bổn là Phật Thuyết a di đà Kinh Nếu từ trái tiểu bổn mà nói Tính nguyện trì danh Hai cuốn Có sự phồn giảng khác nhau Nhưng cương lĩnh và tôn trị không khác Kinh Vô Lượng Thọ nói tương tận Kinh a Di Đà nói đơn giản Chính là phồn giảng không giống nhau Nhưng Cương lĩnh và tôn chỉ Giống nhau Trong phần chánh tông của luận tiểu bộ Đại sư Linh Phong nói Đây là Đại sư Ngậu Ích Nói về tiểu bổn kinh A-di-đà A-di-đà kinh yếu giải của Ngài Có thể nói là Chú giải kinh A-di-đà được xếp hạng nhất Đệ nhất chú giải kinh di đà Ngài hoàn toàn Dùng tín nguyện hành Phần tựa, phần chánh tông, phần lưu thông Đều dùng phương pháp này Trong phần tựa cũng là tín nguyện hành Trong phần chánh tông cũng là tín nguyện hành Trong phần lưu thông vẫn là tín nguyện hành Đặc biệt nhấn mạnh tín nguyện hành Trong phần chánh tâm Kim Di Đà Đoạn thứ nhất Trần thuật rộng về Quả báo y chánh di diệu Của cõi nước này Để làm niềm tin Nói rõ y chánh trang nghiêm Của thế giới cực lạ Khi chúng ta sanh khởi tính tâm Đoạn thứ hai đặc biệt khuyên chúng sanh nên phát nguyện cầu giảng sanh đức thế tôn giới thiệu thế giới cực lạ đặc biệt khuyên mọi người nhất định phải cầu sanh thị giới cực lạ thân cận phật a di đà phát nguyện như vậy thứ ba chính là khuyên hành giả lập hạnh chấp trì danh hiệu đây là ba đoạn trong phần chánh tông mà đại sư ngẫu ích chú giải về kim di đà là cương lĩnh Là tông chỉ Tính nguyện trì danh Là yếu chỉ của bộ kinh này Hợp hai bản kinh Vô lượng thọ và tiểu bộ kinh Di đà lại xem Sẽ hiểu được tông chỉ Quý vị sẽ rõ ràng Rất rõ ràng Rất thụ đạo tông chỉ của kinh Phần Chánh Tông chỉ học đến đây Bên dưới là đoạn lớn thứ ba Khoa lớn Phần lưu thông của kinh này Ở đây phần lưu thông phân ra năm đoạn Phẩm 43 đến phẩm 48 toàn kinh có ba phần phần đầu là phần tựa ở giữa là phần chánh tâm sau cùng là phần lưu thông đại sư linh phong nói ba tên này là sơ thiện trung thiện hậu thiện không có điều gì không thiện dùng một người để làm ví dụ Phần tựa giống như cái đầu Tựa như cái đầu Ngũ quan đầy đủ Mắt tai mũi lưỡi thân Quý vị đã nhìn thấy Chánh tông như thân thể Không thiếu lục phủ ngũ tạng Lục phủ ngũ tạng trong thân thể Đều đầy đủ không khiếm khuyết Lưu thông như tay chân Dẫn hành vô ngại Kiên thị hậu ngữ Bây giờ đoạn bên dưới là phần sau cùng Phần lưu thông hậu ngữ Phần lưu thông cũng thiện Không thể gì nó không phải chánh nhân mà coi thường cả ba phần chúng ta đều phải dùng tâm chân thành để xem, dùng tâm chân thành để học tập. Bây giờ chúng ta xem phần kim văn bên dưới phi thị tiểu thừa đệ tứ thập tam đích thực có không ít người ngộ nhận niệm phật là tiểu thừa. Người niệm Phật chỉ tự độ Không phải Bồ Tát Nên phần lưu thơm này Điều đầu tiên là giải đáp vấn đề này Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ Kinh văn phẩm này Đa phần là đường dịch Trong kinh văn hội y tập trong phẩm này Đa phần đều là Bản dịch thời nhà đường Đường dịch chính là Đại bảo tích kinh Vô lượng thọ hội Là Kinh văn trong bản này Trong đó không phải tiểu thừa Và đệ nhất đệ tử Dân dân Tức là sống dịch Ở đây hai câu này rất quan trọng Nên phẩm kinh này đại đa số đều hợp lại từ đương dịch và tống dịch Phẩm này là phần đầu của phần lưu thông Chỉ khuyên trì danh Chính là biết cân nhắc để trở về chân thật Nhiếp cái thứ yếu vào cái chủ yếu Hai câu này chính là lời trong kinh Pháp Hoa Lúc Đức Thế Tôn còn tại thì Giảng kinh dạy học đến giai đoạn cuối cùng Là giảng Pháp Hoa Tông chỉ của kinh Pháp Hoa chính là Hội quyền quy thật Cũng chính là nói Đức Phật giảng kinh thuyết Pháp suốt 49 năm Những gì nói trong 41 năm đầu Là phương tiện thuyết Quyền giáo Sau cùng khi mọi người đã dần khai ngộ Đem tất cả những quyền giáo mà trước đó nói Hội tập lại Tất cả đều quy về chân thật Chân thật là gì? Kinh Pháp qua là chân thật Quay là Pháp nhất thừa Trong Kinh Pháp qua nói Chỉ có Pháp nhất thừa Không hai cũng không ba Những gì được giảng Trong 41 năm trước là tiểu thừa Thanh gian thừa Duyên giác thừa Bồ tát thừa Nói nhị thừa chính là đại thừa và tiểu thừa Nói tam thừa chính là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật chỉ có Pháp nhất thừa Hoa nghiêm là nhất thừa Pháp hoa là nhất thừa Không hai cũng không ba Trừ Phật phương tiện nói như vậy chúng ta biết rằng Quyền là phương tiện nói 41 năm phương tiện thuyết 8 năm sau cùng là chân thật thuyết Quy chân Nói thật với quý vị 41 năm trước Giống như gốc đại thụ vậy Đó là cành lá Nói cho quý vị biết về cành lá Đó là ngọn cây Tám năm sau cùng nói với quý vị về căn bản gốc của cây này Gọi là nhiếp mạc quy bộ Đây là nói Pháp chân thật Pháp cứu cánh Vô lượng thọ kinh sao nói Ở trên Tuy nói giảng hạnh giảng sanh nhờ bổ nguyện Phật ý tại chúng sanh nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà nói đến sau cùng chỉ có một câu nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật quý vị xem ở trước nói nhiều như vậy nhưng rồi nhờ bổ nguyện của Phật nghĩ đến bổ nguyện của Phật Rốt cuộc Phật có nghĩa là gì nghĩa là hy vọng chúng sanh nhất hướng chuyên niệm phật a di đà như vậy là được cho nên quý vị phải nắm bắt tám chữ này hoàn toàn tin tưởng không hoài nghi nữa quý vị sẽ đạt được viên mãn pháp môn tịnh độ mà đức phật nói quý vị không thiếu chút nào nếu như không làm được tám chữ này quý vị vẫn ở nơi quyền giáo vẫn chưa quay đầu Quay đầu là bờ Quan trọng hơn bất kỳ điều gì Nhất định phải biết quay đầu Lại hắc cốc hắc cốc là Pháp Sư Nhật Bản Ngài có Đại Kinh Thích Chính là giải thích của Kinh Vô Lượng Thọ Ở đây có trích dẫn mấy câu chí dẫn như vậy đến phần lưu thông mới đầu bỏ trợ niệm chư hành nhị môn nhưng nói rõ về niệm phật giảng sanh phí là phí trừ nghĩa là không nhắc đến trợ niệm chư hành Nghĩa là không nhắc đến lục độ dạng hạnh của Bồ Tát Sau cùng đều không nhắc đến Chỉ nói rõ về niệm Phật giảng sanh Lại nói chuẩn bản nguyện Chuẩn ở đây chính là y, y cứ Căn cứ bản nguyện của Phật Đến lưu thông Ban đầu phải bỏ chư hành Quy về niệm Phật đây là lời trong đại kinh thích của đại sư hát cốc cho thì bổ nguyện của phật a di đà thật sự là nguyện chúng sanh nhất hướng chuyên niệm danh hiệu di đà nguyện vọng thật sự của phật chỉ cần chúng ta chịu làm theo quý vị xem đơn giản biết mấy Nhất hướng chuyên niệm Vì sao vậy? Vì không phát tâm Bồ Đề Sẽ không chịu nhất hướng chuyên niệm Phát tâm Bồ Đề Họ mới thật sự nhất hướng chuyên niệm Điều này Đại sư Ngậu Ích đã đạt được Rõ ràng trong kinh nói Phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm Đại sư Ngậu Ích nói rất hay Thật sự có thể phát tâm Nhất tâm cầu sanh tịnh độ Chấp trì danh hiệu Đó là tâm vô thượng Bồ Đề không cần nói đến Chí thành tâm Hồi hướng phát nguyện tâm Thâm tâm Đều không cần nói Không cần nhiều điều phiền phức như vậy Tôi muốn đi Muốn thấy Phật A-di-đà Tức là ý niệm này Đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề Đi như thế nào Nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà Là sẽ đi Quan trọng nhất chính là Nhất tâm chuyên niệm Ở đây nói nhất hướng Hướng là phương hướng Phương hướng là tây phương Một phương hướng Chính là cầu thế giới tây phương cực lạ Một mục đích chính là muốn thầy Phật A-di-đà Nếu thật sự hiểu được Không còn mê hoặc Thì cứ y như vậy mà làm Nguyện vọng của Phật A di đà sẽ viên mãn. Ngài không có nguyện vọng gì khác Quý vị làm được như vậy chắc chắn được giảng sanh Bây giờ khuyên lưu thông Sáu phẩm kinh sao Phẩm 43 đến 48 Đều là khuyên lưu thông Đặc biệt hiện rõ Nguyện của Phật chỉ khởi xứ trì danh Rộng khuyên lưu thông nên gọi là hậu thiện. Đây là nói rõ kinh vô lượng họ, không có phẩm nào không thiện, không có câu nào bất thiện, không có chữ nào bất thiện. Tổng kết những điều thiện này Quy lại chính là bốn chữ A-di-đà Phật Quy kết vào trên danh hiệu Bây giờ xem kinh văn Phật cáo từ thị Nhữ quán bỉ Chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát thiện hoạch lợi ích, nhờ khứ thiện nam tử thiện nữ nhân, đắc văn a di đà phật danh hiệu, năng xuất danh hiệu, thị ái chi tâm, quy y chim ngưỡng, như thuyết tu hành, đương tri thử nhân, vì đắc đại lợi. Hoặc đương như thượng Sở thuyết công đức Tâm vô hạ liệt Diệt bất công cao Thành tựu thiện căn Tất giai tăng thượng Đương tri thử nhân Phi thị tiểu thừa Ư ngã pháp trung đắc danh Đệ nhất đệ tử Câu cuối cùng Phi thị tiểu thừa Đệ tử đệ nhất Đây là của Tống Diệp Đoạn bên phải Chúng ta vừa mới đọc đoạn này Phật nói với Bồ Tát Di Lạc Bồ Tát Di Lạc là người đương cơ Của nửa đoạn kinh sau Ngài nói Nhữ quảng bỉ chư Bồ Tát Ma Ha Tát Xuyến hoạch lợi Bỉ ở đây chính là thế giới cực lạc Quý vị xem chư vị Bồ Tát ở thế giới cực lạc Nói Bồ Tát là tam hiền vị Ma Ha Tát là thập địa vị Nghĩa là cõi đồng cư Cõi phương tiện đều gọi là Bồ Tát Cõi Phật giáo gọi là Ma Ha Tát Khiến hoạch lợi ích là chỉ phẩm trước Nói về vô lượng vô biên Chư Đại Bồ Tát khắp mười phương giảng sanh những người này nghe danh hiệu giảng sanh Được lợi ích lớn Những Bồ Tát và Đại Bồ Tát Trong mười phương thế giới như trước dẫn chứng trong luận chú Trong giảng sanh luận chú nói Bồ Tát giảng sanh cực lạc Thấy Phật A-di-đà Tức giới bát địa Và chư đại Bồ Tát trên bát địa các thân các pháp này là rốt ráo nên gọi là thiện hoặc lợi ích phàm phu chúng ta sanh đến thế giới cực lạ nhờ oai thần bổn nguyện của phật gia trì Đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí Đây là thiện hoặc lợi ích Lợi ích này rất lớn Vậy là ngang bằng với ai? Sơ trú trở lên Ngang bằng với trên sơ trú Trong kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Ba Ha Tá Trong mười phương thế giới Đến thế giới cực lạc Ngang bằng với ai? Ngang bằng với bát địa Bát địa là bất động địa Ở trước chúng ta từng đọc đến Biết rằng Bát địa Bồ Tát Mới thấy được tam tế Tưởng của A Lại Gia Chuyện bác thức hành tứ trị Là bác địa Bồ Tát Quá thật là Nhập vào cảnh giới Phật Sơ trú nhập vào cảnh giới Phật Mơ mơ hồ hồ Không rõ ràng lắm Bác địa vô cùng rõ ràng Vô cùng minh bạch Sơ trụ giống như trăng đêm mùng ba mùng bốn Trăng lưỡi liềm Bác địa là trăng mười ba, mười bốn. Sắp tròn, sắp viên mãn Nói rõ, lợi ích chân thực là đưa ra thành chúng trong mười phương. Giảng sanh đã được lợi ích. Thánh chung giảng sanh trong mười phương đạt được lợi ích Khuyên chúng sanh tin tưởng quan hỷ phát nguyện Đem chư Bồ Tát và Đại Bồ Tát Giảng sanh về thế giới cực lạ Để khuyến khích chúng ta Hy vọng chúng ta thấy được, nghe được Cũng có thể phát nguyện Dùng ý chính là đây Đoạn văn bên dưới Khen ngợi niệm Phật Là đệ nhất khuyến tinh Nghe danh hiệu Phật Có thể sanh tâm niệm yêu thích Câu này Chúng ta thử hỏi lại mình xem Chúng ta gặp bộ kinh này chúng ta nghe được danh hiệu phật này có sanh khởi tâm yêu thích chăng thực hành tâm yêu thích chính là hai câu văn bên dưới quý vị kính lễ như thuyết tu hành đây là quý vị thật sự yêu thích nếu như không làm được hai câu này tâm yêu thích của quý vị chưa sanh khởi khi thật sự yêu thích nhất định hiện tượng này phát sanh chúng ta từ nơi này để xem thật sự yêu thích chăng Thật sự trở về chăng Quy là quay đầu Y là nương tựa à, Lệ kính Hành kính biểu hiện ra bên ngoài Tự nhiên lệ kính Không học cũng biết Y giáo phụng hành Trong kinh Phật dạy như thế nào Chúng ta làm theo như thế Tức được lợi lớn Lợi ích này là gì Được như trong kinh nói Là tất cả công đức giảng sanh Ta đã đạt được Trong kinh này nói về công đức rất nhiều Nói rất thù thắng không gì sánh được Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được Bên dưới giải thích về nhất niệm Nhất niệm là gì? Hán dịch nói Nghe được Âm thanh vô lượng thanh tịnh Phật Vô lượng thanh tịnh Phật chính là Phật A Di Đà. Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác cũng chính là Phật A Di Đà. Từ tâm quán hỷ, tâm từ bi tự nhiên sanh khởi, Từ bên trong phát ra Đây không phải là kích thích từ bên ngoài Từ nội tâm Trong tâm vốn có tâm từ bi Phát sanh ra Quang hỷ Nhất thời dũng dược Tâm y thanh tịnh à, Khác với sự quan hệ của thế gian Thế gian, gian quan, hệ quan hệ Tâm không thanh tịnh à Trong tâm Có thất tình, tình trong đó Có tình chấp trong đó Khác với học tập Thánh Hiền Học tập Bồ Tát Học tập Thánh Hiền Học tập Phật Bồ Tát Vô lượng quan hỷ Tâm địa thanh tịnh Không nhiễm chút bụi trần Tương đồng với bản ngô dịch Bản của Tống Dịch nói Được nghe danh hiệu Vô lượng thọ Phật Phát nhất niệm tính tâm Bản nguyện dịch của Khang Tăng Khải nói Được nghe danh hiệu Phật này hoan hỷ vui mừng Cho đến nhất niệm Căn cứ ý của truyện trạch tập Nhất niệm này tức là nhất niệm tịnh tinh <laughs> Nhất niệm là gì? <laughs> nhất niệm là tinh <laughs> Khổng tử Được người đời sau xưng là thánh nhân ông thánh chỗ nào chúng ta biết được chăng thánh của ông chính là ở đây nói nhất niềm chính ông nói suốt đời ông tính nhi háo cổ Quý vị xem câu nói của ông Phải chăng là ý này Suốt đời bản thân không sáng tạo Không phát minh Thuộc nhi bậc tạc Tính nhi háo cổ Ông có tâm thành kính Đối với cổ thánh tiên hiền Tổ sư ấn quang nói: một phần thành kính được một phần lợi ích. Khổng tử đối với thánh hiền có niềm tin viên mãn, nên ông đạt được lợi ích viên mãn. Chắc có người hỏi: vì sao tính tâm lại quan trọng đến thế? Điều này cần phải biết Những giáo huấn mà cổ thánh tiên hiền lưu lại Từ đâu đến Không phải ông sáng tạo Không phải ông phát minh Phu tử nói đều là thật Chỉ thuộc lại chứ không sáng tác không có sáng tạo Không có phát minh à, Cổ thánh tiên hiền đều, thánh đều là trong tự tánh tính tính hiển lộ ra Hoàn toàn là tánh đức Tự tánh là viên mạng nhất Tự tánh là không thể nghĩ bàn à, Không thể nghĩ bàn tức là không thể nghĩ đến nó cũng không thể nói về nó vì sao vậy vì chúng ta không nghĩ ra cũng không nói ra chỉ có thể dùng ý lãnh hội không thể dùng lời nói để truyền như thế nào mới có thể dùng ý lãnh hội chân thành đến cực điểm là có thể dùng ý để lãnh hội Không dùng tư duy Học thuộc hiện nay Họ dùng là gì? Họ dùng tư duy Họ đều phải suy nghĩ Không thể nghĩ Họ phải nghĩ Nhưng nghĩ là sai Nói cũng là sai Quý vị khế nhập cảnh giới này Quý vị nghĩ không sai Nói cũng không sai còn như chưa nhập vào cảnh giới đó quý vị nghĩ sai nói cũng sai nên thánh học trước tiên là dạy chúng ta nhập cảnh giới sau đó quý vị mới nói nói với ai đối với điều này cũng là người nhập cảnh giới này nói họ hỏi còn có một người tương lai nhập chưa nhập kém một chút nữa là nhập quý vị nói với họ giúp họ họ lập tức liền nhập định người khoảng cách quá xa không được họ không cách nào lãnh hội được đây là điều kiện cần phải đầy đủ để học phật học truyền thống văn hóa xưa Buổi cơm sáng nay <laughs> Có một người đồng học ngoại quốc gọi điện thoại đến hỏi tôi <laughs> Quần thư trị yếu Phan Dịch thành gian bạch thoại Nên dịch như thế nào? Là y theo nguyên văn để dịch Hay là về đại ý của nó Chúng ta dịch thành văn bạch thoại Vấn đề là để tiếp dẫn đại chúng hiện tiền Khiến họ sanh khởi tính tâm với bộ sách này Sanh khởi tâm quan hỷ Như vậy phải làm sao Đương nhiên phải dịch đại ý Mười phần đại ý có thể dịch một phần, hai phần là được. Vì sao vậy? tâm thành kính của họ chưa sanh khởi, không hiểu. bản thân người dịch kinh có mấy phần thành kính? Giống như đạo lý của đại sư ấn quang nói vậy, một phần thành kính chỉ có thể dịch được một phần, mười phần thành kính có thể dịch được mười phần, trăm phần thành kính có thể dịch được một trăm phần. Tương à, lai người thương xem gian bạch thoại cũng như vậy Xem họ có mấy phần tâm thành kính à, so Nên phiên dịch này có thể thương phiên thương dịch thương mấy thương lần Có cạn có sâu Tiện à, lợi cho thương một số đại chúng trong xã hội xem giáo huấn của cổ nhân hình như có rất nhiều không thích hợp với xã hội hiện đại đúng tình trạng ở thế giới cực lạc hoàn toàn khác với chúng ta ở đây vì sao vậy người ở thế giới cực lạc mỗi người đều vô ngã mỗi người đều từ bi xem tất cả chúng sanh là chính mình sao họ lại như vậy nên khi thế giới cực lạc dọn đến thế giới chúng ta chúng ta đều sợ hãi vì sao vậy chúng ta có tư tâm chúng ta có bản thân bản thân không có vậy thì thật đáng sợ Hai người xã hội hoàn toàn khác nhau Tư tưởng khác nhau Phương thức cuộc sống khác nhau Quý vị học từ từ Mới thật sự lãnh hội được ưu điểm của nó Mới thật sự nhận biết Chúng ta ở đây thiếu thốn quá nhiều Còn người ta bên đó thì viên mãn cho nên phật nói pháp chú trọng ở chỗ quán cơ pháp nhất định phải song khế nghĩa là khế lý và khế cơ khế cơ không khế lý là ma thuyết khế lý không khế cơ Lời lời nói vô ích Nói mọi người không hiểu Nói chỉ uổng công Cả hai lý và cơ đều phải khí hợp Không trái chân lý Có thể nói cạn Có thể nói sâu Căn cơ như thế nào Có cách nói như thế đó Đây là trí tuệ Duyên dung vô ngàn Nói dài nói ngắn Nói cạn nói sâu Đều được đại tự tại Bởi thì Đức Phật có thể Phổ độ tất cả chúng sanh Có thể khiến tất cả chúng sanh Đều được lợi ích Đều sanh tâm quan hỷ đây là đại trí tuệ Đây không phải là người có thường thức phong phú Có thể làm được Bởi vậy tri thức không làm được Phải là trí tuệ mới có thể làm được Ý niệm này là tình tính Tịnh tính nghĩa là không có chút hoài nghi nào Là Đức Phật nói Là Bồ Tát nói Còn sai được chăng Xưng tánh mà nói Chứ không phải từ trong A Lại Gia Thức ra Nói cách khác Từ A Lại Gia ra Là có vấn đề Trong tự tánh hiển lộ ra Nó có vấn đề gì Nhưng người bây giờ quý vị nói tự tánh họ không hiểu Tự tánh là gì? Quá trừ tượng Không những chưa từng thấy mà cũng chưa từng nghe Quý vị nói từ trong tâm ý thức hiển lộ ra Họ hiểu từng nghe nói đến danh từ này Tư duy tưởng tượng của chúng ta Đây là ý thức ý thức là vọng tâm không phải chân tâm ý thức có thể duyên đến hư không không duyên được chân thật vậy nhân nghĩa đạo đức ngũ giới thập thiện đều là từ trong tánh đức tuôn chảy ra ngày nay muốn mọi người tuân thủ họ đều lắc đầu những thứ này lạc hậu không thích hợp với thời đại này họ không cần nữa à, nếu ta thật sự thật thật. làm được khu thế vực này thành thế, phố thế, nhỏ này mọi người đều thương, tuân thủ họ nhìn thấy vậy cảm thấy rất kỳ lạ họ cũng rất ngưỡng mộ điều này không tệ từ từ họ sẽ nghĩ thông suốt Bởi thế đối phó xã hội ngày nay Cần dùng phương pháp dạy học Phật giáo Giáo dục thánh hiện Hoặc là tất cả các tôn giáo Đều phải làm gương cho mọi người noi theo Chúng ta sống nơi khu vực này ít nhất là ở nơi thôn trang này trên 3 năm. Tên của thôn trang này có thể gọi là A Di Đà Phật. Ở đây đều học Phật A Di Đà. Mọi người đến xem Phật A Di Đà cuộc sống của họ như thế nào, mọi người đến tham quan. Đạo cư đốc cũng có thể thành lập Một khu vực như vậy Trong đó đều là tín đồ cư đốc Đem thánh kinh thực hiện vào trong đời sống hàng ngày Đó gọi là thành cư đốc Đến đó để xem văn hóa của họ Cuộc sống của họ Như vậy mọi người mới thật sự sanh khởi tính tâm Bây giờ không làm ra như vậy Không có ai tin Không nhìn thấy, không nghe thấy Nói với họ, họ cũng không tiếp nhận Vậy chính họ tận mắt chứng kiến Tận tai nghe được họ mới tin Đây đều là một số phương pháp hay Cần nên làm Vì đây là việc vô cùng ý nghĩa Đời người không trôi qua uổng phí Nhất định Phải nhất niệm tình tính Tức trong tam bối giảng sanh phẩm Phát nhất tâm niệm Niệm Đức Phật này Đây là kinh văn của kinh này Nhất niệm tâm chính là tâm nhất niệm tịnh tính Niệm A-di-đà Phật Gia tường sớ lại nói Nhất niệm Tức là đầy đủ Vô lượng công đức Nói rõ về lợi ích sâu xa Nhất niệm chí thành Tu hành phát nguyện nhất niệm được sanh tịnh độ cuối cùng chứng được quả phật nên gọi là vô thượng vậy nhất niệm này đầy đủ vô thượng công đức vô thượng công đức này rất khó hiểu Người học qua bộ kinh này hiểu Quả thật là vô lượng công đức Vì sao vậy? Tỳ kheo pháp tạng Năm kiếp tu thành Tu thành gì? Sáu chữ hồng danh Nam-mô-a-di-đà-phật năm ký tu thành nội hàm của sáu chữ này chính là 48 tám nguyện đây là hiệu chung của 48 mươi tám nguyện danh xưng chung của 48 mươi tám nguyện khi nhắc đến phật a di đà chính là 48 tám nguyện 48 tám nguyện chính là phật a di đà ngài phát 48 tám nguyện thời gian năm kiếp mới tu thành nền thế giới cực lạc là công đức bốn mươi tám nguyện và năm kiếp tu thành biến hiện ra công đức thành tựu ở đây nói rõ lợi ích Đá sâu lại càng xa Lợi ích sâu xa này Mới có thể độ tất cả chúng sanh Trong tất cả quái Phật Khắp biến pháp giới hư không giới Trên đến Bồ Tát Đảng Giác Dưới đến địa ngục vô gián Không ai không được độ không ai không thành tựu đây gọi là sâu xa nhất niệm chí tính tu hành phát nguyện tất sanh tịnh đồ rốt sau chứng được quả phật quý vị chắc chắn thành phật nên nhất niệm này tương ưng với vô thượng công đức Vô thượng công đức là tỳ kheo pháp tạng tu thành Đây là nói nhân địa của Phật A-di-đà Tuyển trạch tập Lại nói dùng niệm Phật mà sanh vô thượng Tương đồng với ý tôi vừa mới nói Niệm Phật chính là vô thượng công đức Vô thượng công đức chính là niệm Phật Nếu hiểu rõ ràng minh bạch Quý vị có thể buông bỏ Phật hiểu chăng Quý vị còn suy nghĩ lung tung chăng Không như vậy Nhất định từ sáng đến tối đều là A-di-đà Phật Càng niệm càng an lạc Càng niệm càng có trí tuệ Càng niệm thân tâm càng mạnh khỏe Hiện nay người niệm Phật rất nhiều Người hiểu đạo lý này không nhiều Nói như vậy Công đức của Kinh Giao không thể nghĩ bạn Nếu chúng ta không có quân tu lâu dài chúng ta xem kinh điển cũng không hiểu tức là xem chú giải này xem xong là xong không nghiên cứu sâu xa từng chữ một nên niệm vẫn là niệm không thể nói không có công đức nhưng công đức không lớn Hợp sự hiểu được thấu triệt Chúng ta sẽ nắm bắt được Giới công đức vô thượng Ở nhân địa của tỳ kheo Pháp Tạng Biến công đức của Ngài thành của mình Cũng biến công đức của chính mình thành của Ngài Hợp thành nhất thể Chưa đến nhất niệm mà thành đại lợi Nhất niệm tâm này Không dễ chút nào Nhất niệm này là chân tâm Nhất niệm này không khởi lên từ trong A lại gia Là từ trong tự tánh tương trào ra Nên trong kinh nói Nếu người có thể sanh tâm nhất niệm yêu kính Trì danh cầu sanh tịnh đồn nên biết người này được lợi lớn Sẽ đạt được những công đức như trên đã nói Công đức như trên đức công đức nói Ngang xuất tam giới viên mãn nhập vào tứ độ Một sanh tất cả đều sanh Một đời bổ xứ cứu cánh tịch quang được đại viên mãn nhất niệm này là lợi ích lớn niệm niệm tương tục lợi ích này thật sự là vô lượng vô biên vô cùng vô tận muốn làm việc tốt còn gì thù thắng hơn việc này ư không có vậy việc tốt thì chúng ta có cần làm chăng có duyên thì làm không có duyên đừng phan duyên ý của lời này là khi đã thật sự hiểu rõ kinh vô lượng thọ ta mới hiểu được ý của lời này nếu không ta chỉ hiểu được rất mơ hồ không phải thật sự hiểu thật sự hiểu biểu cảm sẽ khác nhau hiện nay biểu cảm của quý vị có hoài nghi, hiểu thật sự không có nghi hoặc. rất hoan nghỉ. bốn câu này là, Vô thường công đức Vô thường lợi ích Quanh xuất tam giới Đời này chúng ta làm được Tự nhân gian chúng ta trực tiếp giảng sanh tịnh đồ Không cần thông qua trời dục giới Trời sắc giới Trời vô sắc giới Còn tứ thanh pháp giới Từng ải từng ải rất phiền phức Cửa ải trùng trùng Đây là hoành xuất tam giới Điều này quá tiện nghi Mà còn viên mãn nhập vào tứ độ Gọi Phạm Thánh Đồng Cư Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Quái phương tiện hữu dư Quái thật báo trang nghiêm Quái thường tịch quan tịnh độ Quý vị sanh đến cõi nào Bốn cõi đều viên mãn sanh vào Viên mãn như thế nào Một tức là bốn Bốn tức là một Một sanh tất cả sanh Bất luận sanh vào cõi nào đều là duyên sanh tứ độ nên quý vị đến thế giới cực lạc quý vị có thể thấy được chư phật như lai của thường Tịch quan quý vị có thể thấy được pháp Thân đại sĩ của cõi thật bằng quý vị có thể thấy được Quyền giáo Bồ Tát Trong cõi phương tiện Cũng có thể thấy được Đại tâm phàm phu Trong quái đồng cư Bất luận ở cõi nào Tất cả đều nhìn thấy Mọi người đều cùng nhau tu tập Thị giới Tây Phương cực lạc Thật sự là Pháp bình đẳng à, Thật trên... sự là thị giới không chứa ngại Giống như trong kinh Hoa Nghiêm nói Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Đến đó, như tôi thường nói Có người vô cùng quyến luyến thế giới này không nở xa thân thích bạn bè Giống như đến thế giới cực lạc là cô đơn vậy Không có được người quen nào Cũng không biết Phật A Di Đà Dùng tâm gì đối đãi mình Còn hoài nghi Không ngờ đến thế giới cực lạc Người quen rất nhiều Quá khứ vô lượng kiếp Họ tu thành và đều đến thế giới cực lạc Đến đó là đại tụ hội Vừa gặp mặt là nhớ lại mối liên quan trong đời quá khứ Toàn bộ đều minh bạch Bởi thì đến thế giới cực lạc rợt não nhiệt Gia thân quyến thuộc Từ vô lượng kiếp đến nay Đều đến tụ hội Đều giảng sanh không giảng sanh Thì bóng dù bóng ở quái nào Ta đều có thể thấy được Có thể nhận ra à, Họ là cha mẹ Anh chị thương em thương. của kiếp nào. À, nào Bạn bè tốt của đời nào, sân, nào Kiếp nào thương. ta đều biết hết à, Họ có cảm thương. Ta liền có, à, có, có ứng Người đến thế giới cực lạ Đều có năng lực này như Phật Bồ Tát vậy Họ thích thấy thân gì Quý vị có thể hiện thân đó Họ cần pháp gì Quý vị sẽ nói pháp cho họ nghe pháp đó Tất cả đều quan tâm điều Không sót một ai Đây đều là thật không phải giả Đây là lợi ích lớn lao một đời bộ xứ cứu cánh tịch quan điều này ta đến thế giới cực lạ có thể làm được viên mãn thành phật đoạn bên dưới nói tâm không hạ liệt có thể sáng khởi niềm tin đối với các thiện căn Quan niệm này vô cùng quan trọng Vì người tu hành Ở trên thế gian này Rất nhiều người đều có tánh tự ti nghiêm trọng Cho rằng Đời này làm quá nhiều điều sai lầm Tạo ra rất nhiều điều tội nghiệp liền sanh khởi tự ti Hạ liệt ở đây chúng ta nói là cảm giác tự ti Sợ không thể giảng sanh Người như vậy đến hỏi tôi Có thể giảng sanh chăng Tôi nói rằng họ chắc chắn không thể giảng sanh Họ hỏi vì sao Bản thân quý vị không có tính tâm Như vậy làm sao giảng sanh được Hai người nào có thể giảng sanh Tính tâm kiên định Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Nhưng họ có tính tâm kiên định Cũng có thể giảng sanh Người đó rất có thể giảng sanh Niệm Phật chính là diệt tội Niệm Phật chính là sáng hối trong quá khứ tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Hiện nay ngày ngày niệm Phật A-di-đà Câu danh hiệu A-di-đà Phật này là thiện chung của tất cả thiện Tất cả Pháp của thế xuất thế gian đều không qua danh hiệu A-di-đà Phật Nên ta niệm câu A-di-đà Phật này Trong kinh thường nói Diệt trừ được 80 ức tội nặng sanh tử Ta cứ niệm liên tục Nhất tâm xưng niệm Công đức này quả thật vô lượng Tội nghiệp gì cũng đều có thể sám hối sạch sẽ Chỉ cần ta chịu niệm Niệm chính là diệt tội Niệm chính là sám hội Biết bao nhiêu người không hiểu được đạo lý này Cần phải phát lộ sám hối Phát lộ sám hối trong kinh có Dụng ý này là gì quý vị phải biết Đó là giúp tất cả những người mê hoặc điên đạo Không biết quay đầu Quý vị sám hồi khiến họ cảm động quay đầu Dụng ý là như vậy Thật sự sám trừ nghiệp chướng chính là niệm Phật Nhưng chúng ta niệm Phật họ không hiểu Họ không có cảm xúc Chúng ta đem tất cả những sai trái mình làm nói ra hết Khiến họ cảm động Đó là phương pháp tiếp dẫn hàng sơ cư có công đức không thể nói không có công đức nhưng không thể sánh bằng niệm phật công đức niệm phật quá lớn chỉ có người trong cuộc người thật sự hiểu họ mới biết người bên ngoài không biết được không biết công đức lớn lao của niệm phật Họ cũng không biết niệm Có thể sanh niềm tin đối với thiện căn của mình Thiện căn là gì? Giang hóa truyền thống Các bậc tổ tông nói Đánh người vốn thiện Đây là thiện căn. Bản thân chúng ta có tính tâm chăng Đức Phật dạy Tất cả chúng sanh vốn là Phật Quý vị có dám thừa nhận chăng đây đều là thiện căn của quý vị Đức Phật lại nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai đây là thiện căn của chúng ta nói một cách thiết cực hơn thế giới cực lạc phật a di đà đều là công đức thiện căn của chúng ta thành tựu quý vị có tin chăng Quý vị đã tin Vậy thì làm gì có chuyện không thể giảng sanh Tự tánh di đà Quy tâm tịnh độ Người tu tịnh độ Thường nghe đến hai câu này Nghe đến quen tài Nhưng vẫn không tin Vì sao không tin Tìm ra nguồn gốc này Tiêu trừ nó từ trên căn bản Như vậy chúng ta sẽ tin Không còn hoài nghi Sẽ thành tựu Đối với một số phần tử tri thức mà nói Khi Đức Thế Tôn còn tại thế Những gì Ngài biểu diễn Chính là tiêu biểu cho phần tử tri thức Hiếu học đa văn nếu như ta siêng năng học tập kinh điển phải dùng tâm chân thành học tập mới thật sự lãnh hội được lãnh hội được điều gì tánh đức của mình những điều đức phật nói đều là tánh đức hiển lộ ra Ta không dùng tánh đức Không cách nào lãnh hội được Không tương ưng với Ngài Chính là nói Ngài nói ra từ trong chân tâm Tuôn trào ra Ta phải dùng chân tâm để nghe Dùng chân tâm lãnh hội Như vậy mới được Dùng giọng tâm Dùng tâm hoài nghi dùng tâm phê bình như vậy sẽ chẳng được chút lợi ích nào ngày nay rất khó phổ biến thánh học khó là khó ở điểm này vì người bây giờ đều đã học đều đã thành thói quen sau khi nghe xong nhất định phải phê bình nhất định phải hoài nghi sau khi nghe xong nhất định có rất nhiều nghi vấn để hỏi Tập thành thói quen Từ nhỏ đã học như thế Trong trường, trong gia đình đều dạy như vậy Thái độ phương thức tu học này Dùng trong thời đại khoa học hiện tại thì được phương pháp này không có vấn đề gì nhưng dùng trong thánh giáo dùng trong điển tịch của phật bồ tát không được hoàn toàn không thể khế nhập sẽ làm cho những điển tịch này bị coi như là một loại học thuật trong thời hiện tại nó là trí tuệ biến thành tri thức không được lợi ích trong kinh nói Hoành xuất tam giới Duyên nhập tứ độ Một đời bổ xứ thành Phật Cửu cảnh tịch quan Không liên quan gì đến chúng ta cả Bởi vậy nhất định Phải sanh khởi tính tâm Phải tin vào bản thân cũng không cống cao tin rõ trí phật tâm phật chúng sanh là tam vô sai biệt trong giáo lý đại thừa tâm chính là chân tâm tự tánh phật là đã tu thành Chứng được quả Phật cứu cánh viên mạng Chúng sanh Là phạm vi bao quát vô cùng rộng lớn Cũng bao gồm chúng ta trong đó Ba điều này không có sai biệt Là bình đẳng Cống cao không còn Chim tụt thanh kính tự nhiên sanh khởi Nhưng Tập khí cống cao này rất khó đoạn Mỗi người đều có Từ đâu đến Sanh ra đã có Nhất niệm bất giác đầu tiên đã có nó Trong kinh điển Đại Thừa thường nói Bốn phiền não lớn thường tùy tùng Có nó trong bốn đại phiền não này Thứ nhất là ngạ kiến Chấp trước một phần trong kiến phần của a lại già cho rằng là ta đây là một phần của kiến phần thông thường chúng ta gọi là linh hồn chính là như vậy họ mi Chấp trước bộ phần tướng phần của a lại gia Thân thể Đây là thân ta a lại gia giống như biển lớn vậy Trọng lượng không có bến bờ Chấp trước mộ phần Cho rằng là ta Cho rằng là thân ta Đây gọi là ngã kiến theo ngã chuyện đồng thời có ngã ai ngã si ngã mạng ngáo mạng là một phần trong sân duyên nên tham sân si cùng nhau khởi lên ngã ái là tham ngã si là ngu si hồ đồ mê muội Ngã mạng là ngạo mạng Ngạo mạng và sân nhuệ Nên tham sân si khởi lên Đây gọi là căn bản phiền não Sanh ra đã có Cái nào không có Đều có tất cả Đến cây cỏ hoa lá cũng có Dưới trần cũng có đây là mạc na thức trong bác thức mạc na là nhiễm ô nhiễm ô nghiêm trọng nguồn gốc của nhiễm ô gọi là lý nhiễm ô nếu chuyển đổi được điều này gọi là bình đẳng tanh trí vì vậy có ý nhiễm ô thì làm gì có bình đẳng chuyển được ý nhiễm ô bình đẳng tanh liên hiện tiền Chuyển địa lục ý thức là tâm thanh tịnh Chuyển mạc na tức là tâm bình đẳng Bình đẳng còn khó hơn thanh tịnh Cho nên chúng ta biết Tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt Bình đẳng tánh hiện tiền Đối đãi động vật nhỏ Đối đại Sơn Hà Đại Địa Đều có một phần thành kính Không dám khinh mạng Những động vật bé nhỏ này Cây cỏ hoa lá Sơn Hà Đại Địa Phải có ý tôn kính Quý vị xem lễ ký trong giáo dục truyền thống xưa quý vị xem câu đầu tiên khúc lệ viết vô bất kính không có gì là không tôn trọng biết tôn kính tất cả nghi thức sám hội trong phật giáo những nghi thức quy củ này là chưa vị tổ sư biên tập Câu đầu tiên Nhất khí cung kính Nhất tâm đảnh lệ Câu đầu tiên đều nói đến Phải cung kính tất cả Không có thành kính Nó sẽ không tương ứng nên ở đây nói cũng không cống cao tâm thành kinh sanh khởi biết được trí tuệ của phật trí của phật là trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh tất cả chúng sanh đều có biết được tâm phật chúng sanh là nhất thể tâm ngạo mạn không còn Thành kính Khiêm hòa tự nhiên hiện tiền Câu tiếp theo là Thành tựu thiện căn Như tiểu kinh Tiểu kinh chính là kinh A-di-đà Lục triều khắc cuốn kinh này trên đá Nên xưng danh như vậy Tức là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên câu này quan trọng đều là khuyên chúng ta phải niệm phật xưng danh chính là niệm phật niệm phật chính là nhiều thiện căn nhiều phước đức nhiều nhân duyên Bốn câu kinh gian này Tâm không hạ liệt Cũng không cống cao Thành tựu thiện căn Nên xưng danh như vậy Tức là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên Lục triều Là thời đại Nam Bắc triều Lưu lại một gian bia trên gian bia này khắc kinh A-di-đà Có mấy chữ này Mấy chữ này hiện nay trong kinh không có Nên có rất nhiều người hoài nghi Phải chăng về sao Khi truyền bá kinh này Khi viết chép đã bỏ sót câu này Hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư Trong bạn Hội tập Kinh A Di Đà Đem 21 chữ bị sót Của Kinh Khắc Trình Đá của Lục Triều được bổ sung vào Điều này quả thật hiếm có Vì ở đây nói một cách rất rõ ràng Trong Kim Di Đà nói Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh về nước này Hay nói cách khác Không đủ thiện căn phước đức nhân duyên Là không thể giảng sanh Chúng ta làm sao tu thiện căn phước đức nhân duyên Ở đây đưa ra phương pháp cho chúng ta Gọi là xưng tánh chỉ cần ta chịu niệm phật chính là nhiều thiện căn nhiều phước đức nhiều nhân duyên như vậy chắc chắn được sanh niệm phật vô cùng quan trọng tất cả đều được tăng trưởng tịnh niệm liên tục tin tấn không thôi nên các thiện căn đều có thể tăng trưởng tất cả đều được tăng trưởng là thiện căn tăng trưởng phước đức tăng trưởng nhân duyên tăng trưởng di đà yếu giải lại nói đồng cư tịnh độ là tăng trưởng thiện nghiệp sở cảm đây là đại sư Ngọc ít nói nói ra có đạo lý. Phạm Chúng ta có thể giảng sanh đến gọi phàm thánh đồng cư giữa giao điều gì? Chính là giữa giao tăng thượng thiện nghiệp. Hỡi tác dụng cảm ứng đạo giao với phật A Di Đà như vậy sẽ giảng sanh tăng trưởng thiện nghiệp không gì hơn niệm phật thật sự hiểu rõ ràng minh bạch vấn đề này còn quan tâm đến thế gian này ư Có thể không quan tâm Thì đừng quan tâm Buông bỏ tất cả Phải quan tâm điều gì Phải quan tâm niệm Phật thật tốt Từ sáng đến tối Đừng để gián đoạn câu Phật hiệu này Quản lý tốt việc này Chúng ta sẽ đến thế giới cực lạc Để thấy Phật A-di-đà nếu như không làm tốt việc này Còn quan tâm đến những trắc rối của thế gian Như vậy là trầm luân trong luân hồi Không thể không biết điều này Ở dưới hoàng niệm tổ nói Niệm niệm, niệm tức Phật Mỗi ý niệm đều là Phật A-di-đà là thân nhân duyên để thành Phật Ý niệm không khởi là Phật Ý niệm khởi cũng là Phật Ngoài a di đà Phật ra Trong tâm không có niệm thứ hai Buông bỏ tất cả Tôi nói với quý vị đồng học Vì họ đến nói với tôi về vấn đề thiên tai Đa phần đều nói đến giữ ngôn thiên tai của Maya năm 2012 Ông Baladen người Mỹ đưa ra phương pháp Tôi rất tán thành Ông hy vọng cư dân trên trái đất này Đều có thể Bỏ ác dương thiện Cải tà quy chánh Đoan chánh tâm niệm Thiên tai này có thể giải quyết Không những có thể quá giải còn có thể giúp địa cầu đi đến một tương lai tốt đẹp hơn Đồng học tỉnh tâm chúng ta Lý giải như thế nào Về tư tưởng của ông Ba La Nghĩa là niệm rốt ráo một câu A-di-đà Phật Buông bỏ dạng dương còn thù thắng hơn cả những gì ông Ba La đèn nói Cao cả hơn nhiều Phải định thời gian vào Tháng 12 sang năm Chúng ta phải học cổ nhân Định thời gian để chứng quả còn thời gian một năm trời tuyệt đối không được lãng phí thời gian này à, trong khoảng đuổi. thời gian này phân, chúng ta phải nắm bắt từng đuổi. giờ từng phút Xong nắm phát. bắt như thế nào không phân rời phật a di đà à, miệng đuổi. miệng mệt nhưng trong tâm không gián đoạn Pháp môn niệm Phật thù thắng Có thể khích ứng Với nhiều loại phương thức khác nhau của chúng ta Nó không có chướng ngại Chỉ cần niệm một cách an vui Niệm được quan hỷ Niệm lâu, niệm mau đều không quan trọng Niệm lớn, niệm nhỏ, niệm thầm đều được Mọi lúc mọi nơi không gián đoạn là được Câu này của Đại sư Ngậu Ích Rất quan trọng Đồng cơ tịnh độ Tăng thượng thiện nghiệp sở cảm Tăng thượng thiện nghiệp chính là niệm niệm tức Phật Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra không có gì cả đây là tăng thượng thiện nghiệp là thân nhân duyên để thành phật tịnh niệm liên tục tức đẳng vô gián duyên đẳng là gì là bình đẳng vô gián Chính là niệm này nối tiếp niệm kia Không có thời gian trống Gọi là vô gian Vô gián này rất đặc biệt Là bình đẳng Hoàn toàn tương đồng Niệm trước là A-di-đà Phật Niệm sau vẫn là A-di-đà Phật Tiếp theo vẫn là A-di-đà Phật Không phải không bình đẳng Là bình đẳng Đẳng vô gián duyên Đức Phật dạy cho chúng ta về tứ duyên sanh pháp Tứ duyên này là Thân nhân duyên Chúng ta nói đến Thân nhân duyên Và vô gián duyên Nhưng ở đây thêm vào chữ đẳng Ý này rất sâu Vô gián duyên Sở duyên duyên Tăng thượng duyên Tứ duyên sanh pháp Vô dáng duyên có thật Nhưng nó không bình đẳng Nên chúng ta gọi đây là hiện tượng Các nhà khoa học cũng nói như vậy Ý nói đều giống nhau Những hiện tượng mà chúng ta cảm quan là hiện tượng gì? Là tướng tương tự, tương tục Vô dáng chính là tương tục Vì sao vậy? Vì mỗi ý niệm đều không bình đẳng Mỗi niệm đều không giống nhau Ý niệm của niệm Phật là niệm niệm tương đồng Nên gọi là đẳng vô gián duyên Câu Á-di-đà Phật này chúng ta đoạn một thời gian đoạn mấy phút đoạn mấy tiếng đoạn một hai ngày đến khi niệm lại vẫn là a di đà phật a di đà phật có dáng đoạn chăng không có họ đã tiếp nối lại là tương đồng duyên này gọi là đẳng vô giá duyên thông thường đều là nói vô giá dạ, không thể nói đẳng tăng thượng duyên là năng lượng bên ngoài ba điều trước đều thuộc về chính mình thân nhân duyên không có vấn đề đây là tất cả chúng sanh đều đầy đủ cũng chính là trong A Lại Gia Thứ của chúng ta Nhân duyên này trong thập pháp giới đều đầy đủ Bây giờ ta nghĩ nhân nào thành tựu Đó chính là ở duyên Duyên mẫu chốt nhất trong này Chính là sở duyên duyên Cảnh giới mà quý vị duyên Cảnh giới mà chúng ta duyên đều là Phật A-di-đà Trong tâm chúng ta Trong tự tánh là Phật A-di-đà Ta sở duyên là Phật A Di Đà, chắc chắn Phật A Di Đà hiện tiền. Chắc chắn Giáng sanh thấy Phật. Đây là sở duyên duyên. Sở duyên duyên không thể gián đoạn. Đó chính là chúng ta phải có đẳng vô dạng duyên. Duyên này không gián đoạn tăng thượng là năng lượng bên ngoài chúng ta nghe kinh nghe pháp là tăng thượng duyên tất cả đại chúng cùng nhau tu tập là tăng thượng duyên bốn duyên đầy đủ làm gì có đạo lý không giảng sanh hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật